Em chào các bác đã quay lại với video tiếp theo của em nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép review cái quá trình mà nhà em làm cỏ nghệ. Đằng sau em thì có anh em đang làm cỏ rồi. Sáng nay thì mục đích thì em cũng làm cỏ, nhưng mà tiện thể thì em quay video nên em mặc đồ nó trắng sáng một tí nhé. Các bác thông cảm theo dõi video của em nhé. Thường thường là em cũng cầm sàng em xả cỏ, nhưng mà giờ em hiện em đang quay phim camera men nên em không có sạc nha các bạn nhé. Làm kỹ vào, không phải là cứ làm cứ vào phần đấy, gốc vẫn có đấy, nhổ đi, lấy tay mà nhổ đâu không hoang. Ta làm nó phải kỹ thuật chứ đâu. Cái gốc kia vẫn còn nhỉ, đấy, đúng rồi đấy. Đấy. Đấy, các bác thấy không, cỏ nó nằm ở trong gốc nghệ rất chi là nhiều nhá. Chúng ta phải chịu khó thò tay một tí, chứ không chúng ta mà hy sinh thì chúng ta sạc mạnh tay tí là nó đi mất bụi nghệ. Cũng giới thiệu đến các bác là đây là lần làm cỏ thứ hai kể từ đầu năm đến giờ nhé. Hiện tại bây giờ thì tháng 6 âm lịch rồi. Và từ đầu năm đến giờ thì nhà em làm cỏ hai lần rồi nhé. Các bác thấy là cỏ làm khi mà chúng ta làm bằng thủ công như thế này thì nó cũng không có mấy đâu. Vườn rất ít cỏ, chứ những cây cỏ nhỏ nó đang mọc đây thì sạc qua cái nó chết đấy nhỉ. Đây còn những cây cho thêm đợt phân nữa và cho củ nó to. Bác nào mà muốn nhiều củ mà củ to ăn năng suất thì bỏ thêm ít phân, còn nếu đất tốt quá thì cũng không nhất thiết là phải bỏ phân đâu. Đất mình như đất đỏ đẹp ấy thì không cần phải bỏ phân. Chúng ta chỉ bỏ một lần khi mà chúng ta mới trồng xong nó lên ấy, thì bỏ một lần cho nó phát triển là được rồi. Nhổ nhiều cỏ phết. Đây, khu vực em mà làm cỏ thì toàn phải dùng lưỡi sạc này để sạc cỏ thôi, chứ ít khi dùng thuốc cỏ lắm các bác nhé. Nhiều nơi thì người ta dùng thuốc cỏ, người ta xịt để cho cỏ chết, nhưng mà chúng em với mục tiêu là hướng đến là cuộc sống sạch, xanh sạch, nên là cũng không muốn dùng thuốc cỏ để xịt vào đâu. Chân nghệ của chúng em cũng rất là chất lượng. Năm nay hy vọng là giá nghệ nó lên khoảng 10.000 ký các bạn. Đấy, em gỡ được cái tiền công em đi sạc cỏ. Các bác thấy không, mục đích mà để sạc xong xong là đá ra như vậy nhá, là để cho cây cỏ nó không dính xuống đất nữa. Nó chết, nó không dính đất và nó sẽ chết nhá. Còn nếu chúng ta không đá ra, chúng ta cứ để nó vón cục thì nó sẽ khó chết hơn. Đấy, ví dụ có gặp mưa nhỏ đi thì nó dễ, nó cũng trơ lên, nó chết hết. Nhiều khi chúng ta gặp cái tình huống mà cỏ nó nằm ở trong gốc nghệ này, chúng ta không nên sạc nhé. Chúng ta chịu khó thò tay nhổ một tí cho nó hơi vất vả tí. Đấy, chúng ta đưa lưỡi sạc vào nhiều khi nó bọc vào cây nghệ là nó sẽ ảnh hưởng đến cây nghệ, nó kém phát triển. Đấy, làm tút hết cả quần này kìa. Nhanh cái tay lên. Chúng ta sạc cỏ này, chúng ta nên đá qua này các bác ạ. Đá lên để cho nắng nó chết các bác ơi. Video này em xin phép tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Em tạm dừng để còn làm cỏ, chứ không thằng em kia nó lại tị nại anh em mất. Rồi, xin chào và tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác. Thế à?